Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Nét Chợ. Ngày một ngày mới, chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hiện tại mình đang ở khóm Xuân Hòa của thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái chợ cửa khẩu biên giới quốc tế, đó là chợ Tịnh Biên. Giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan nhé. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng xem chợ rồi mình sẽ kiếm cái chỗ gửi xe. Như đây là chỗ gửi xe. Đây là hiện tại là mình đang đứng ở trong sân. Còn phía bên kia là quốc lộ 91 là nó sẽ đi về Hà Tiên. Ở phía mình đó. Còn phía bên này là bán cây cối nè. Còn bên này là nãy mình sẽ gửi xe bên đó. Này bán quần áo. Bên trong này là bán dép. Đây bán me Thái. Ở đây có cái sạp bán đồ quần áo cũng rất là giá rẻ nè. Ở phía sau chỗ cái đi vô tới là gặp luôn. Đây này là cho nó lên luôn đi. Cái cười hàm răng giữa nó bị nó rụng răng hết hả? Huy đứa nó ngại thì vậy nó ngại, nó không sợ. Quay về Hạnh lên đi, Hạnh ơi. Quay về Hạnh lên kìa. Qua wow, cái kéo này là bà, cái kéo này là bán dữ lắm bán nè. Kéo này như gì nó nhiêu nhiêu cây anh? Cây kéo. Kéo nào anh? Cái đó 50. Cái này là bán gì lắm bán luôn á quý vị các bạn. Cắt thịt xương gà là bao luôn, vô tư. Đây quá trời mỹ phẩm luôn. Gặp máy quay cái chạy mất tiêu à. Dí vô vòng vòng thì sao bán được. Ở đây là nước, các nước xả đồ nè của Thái. Cái xà bông, xà bông có xà bông nước luôn hả bé? Có anh, nó xà bông nước nè. Xà bông nước không anh? À. Còn cái này cũng đem nước xả hả? Giá cũng rất là bình dân. Có mấy cái hãng như là bao nè. Bao là cái màu cam đó, xài êm lắm á, thơm. Giặt nó không có bị kích ứng da như là da em bé rồi đó, bình thường. Bây giờ là mình sẽ đi vào bên trong chợ. Ở đây sẽ bán rất là nhiều nước hoa, nước xả, quần áo, mỹ phẩm. Đây bán rất là nhiều mỹ phẩm của bên Thái Lan. Cái này như là dầu nước trắng hay nước vàng chị? Cái này là nước cho nước vàng anh. Vàng. Hình như nó có nước trắng đâu không? Có nước trắng luôn, nước trắng của nó nè. Đây thường là như thường là sản xuất ở đâu? Dạ nó cũng sản xuất ở bển luôn mà nó là hàng rẻ hơn. Ở đang quay clip nó là 25.000. Cái này là thường. Đang đi quay gặp bé nè. Con tên gì? Con tên Châu. Châu hả? Con hôm nay nhiêu tuổi? Dạ con 5 tuổi. Hôm nay có đi học không? Dạ có. Nhà con đâu? Nhà con bán gì đâu chị chú ơi? Rồi đi tập bé nó nói nhà nó bán đồ, nó dắt qua coi nhà nó bán cái gì đây. Đâu bán gì? Nó dắt qua đây. À mẹ nó bên đây. Đâu 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 mẹ đâu? Đâu mẹ bán đây hả? Dạ. Đây của mẹ con hả? Mẹ con bán cái gì? Quý vị và các bạn thân mến, ở đây có một cái shop Khánh Nhi nè. Của chị bán tất cả các loại mỹ phẩm, quần áo, đồ Thái đúng không con? Dạ đúng rồi. À. Ở đây thì bán giá cũng rất là bình dân nha. Ở đây
quý vị và các bạn có đến thì chợ Tịnh Biên thì ghé chỗ sạp của chị, ở trong sạp của chị là sạp 93-94, lô 93-94. Đây là cái là idol dễ thương nè, đó. Dắt qua đây mới biết đường đi qua đó, nãy đi qua đây trở lại đó. Đây bên này thì bán quần áo. Có chú. Không vừa cái nó bay cái mặt không vừa. Cái này là 2 chị ơi. Đấy, anh vậy. Cái này đây. Bên này là quần áo nè. Do mấy nay cũng đang dịch bệnh nên chợ cũng ít. Có một số kiosk đóng cửa luôn. Bên này bán dép. Đây mình đi qua bên phía bên càng mình sẽ đi ra phía sau của chợ á. Đây thì cũng trong này bán quần áo, đa số quần áo áo ngoại nhập á, Thái hoặc Campuchia. Đây là mình sẽ đi ra bên thăm chợ luôn. À, có mấy con đốc dễ thương quá. Rồi được rồi, đến coi. Lấy mấy cái đằng bé xa cảnh. Mấy là bé xa trong đây là thêm. Công chúa Elsa. Elsa mà không lại có thấy. Bây giờ thì đây là mình sẽ đi qua bên chợ rau củ nhà nông sản nha. Giờ này mình đi vào buổi trưa rồi nên chợ cũng vắng. Đó, lúc nãy mình đi là đi từ ngoài đó đó, đi vô. Đây thì bán trái cây. Bên này thì bán bánh kẹo nè. Bánh kẹo thì cũng đa số của Việt Nam cũng có, của Thái cũng có. Đây thì bán đồ giặt mã. Chút nữa chắc mình sẽ kiếm cái gì mình ăn. Mình đang đói. Ở đây thì nó có rất nhiều món ăn của đồng bào Campuchia, như là ếch nướng nè, và đu đủ đâm. Cũng nhiều món lắm à. Còn phía bên này thì bán đồ trưng Tết, bông nè. Cái bên khu mà mình đang đi này nè là chỉ là một cái chợ mới thôi. Còn mình sẽ đi qua bên đó, đó. Là nó sẽ là một cái chợ cũ hồi lúc trước. Chợ cũ bên đó thì sẽ bán rất là nhiều đồ nha, chẳng hạn như ba cái đồ rồi xi mạ đồng ở bên Campuchia rồi đó. Cũng nhiều. Kính chào. Đây có hàng cây cũng rất là mát. Bên đây thì bán cũng khá, như là giống như bên Châu Đốc vậy đó, cũng có mắm rồi. Ở bên này thì bà giáo Hạnh, còn bên kia thì bà giáo Thảo, cô giáo Thảo rồi. Đây bán quần áo, gạo. Rồi cũng khá là mỏi chân đó.
cái chỗ gian hàng bán mắm. Ở bên đây có dĩa mắm của chị Thu Thủy này. Chị bán rất là nhiều mắm, như là mắm lóc, mắm gô, mắm mực kia. Mấy nay mình bán được không chị? Dạ, giờ là cho bán bình thường lại hả chị? Mắm ở đây thường thường là ký như chị, như mắm lóc á. Mắm lóc thì đúng cỡ 100, 101, 102, 103, 103 cỡ. Mắm Thái là giá khách. Ở đây chị bán mắm Thái nè quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nào có đến chợ Tịnh Biên thì ghé chỗ sạp mắm Thu Thủy nha. Chị bán. Còn phía bên này là của bà Giáo Hạnh. Chị bán mắm lóc đầu này rồi mắm guốc. Mắm Thái, mắm chốt cũng đình á. Mình chỉ bán đường thốt nốt nữa. Dạ. Đây là cơ sở mắm bà Giáo Lan. Quá trời bắt mắt luôn. À, đây mắm. Đẹp quá, đẹp luôn á chị, mà thơm nữa. Đây là mắm bà Giáo Lan. Quý vị và các bạn nào có đến chợ Tịnh Biên thì ghé chỗ cơ sở chế biến mắm khô bà Giáo Lan nè, ở trong chợ Nhà Lồng á. Nếu như không có tìm được chỗ thì điện thoại sẵn thì chị sẽ chỉ đường. Chị bán rất là nhiều mắm. Mắm sạch quá trời thơm luôn. Mấy nay bán được không chị? Được. Đây là chị chủ chủ mắm. Chủ mắm. Đang là tên chị hả? Hay là cái hiệu? Tên mình. Lan là tên chị đó. Chị ở đây chị cũng có khô sạch bổi nè. Khô lóc. Khô cái gân. Vũ nữ nữa nè. Wow, vũ nữ này bự quá ta. Nó nhiều loại hay chị ha? Như vũ nữ giờ nhiêu một ký vậy chị? Ký 450. 450 dạ. Cái này mà chiên lên đó. Con bự thì 350. Ủa sao ngộ vậy? Ờ, con bự nó rẻ hơn. Ủa bự nhưng mà nó rẻ hơn hả chị? Nửa ký không? Nửa ký ngon lắm. Đây là cá cha phòng nè quý vị và các bạn. Ướp vừa ăn đó. Chị ướp sẵn luôn, về mình chỉ chế biến là mình lại mình ăn thôi. Còn đây là cá sạch bổi nè. Còn trong này thì chị bán luôn có dưa cà nè. Mắm. Mắm cái dưa chai hết. Rồi em cảm ơn chị nha. Thơm quá. Bây giờ mình sẽ đi về đây. Bây giờ trong này đa số cái các kiosk giờ cũng đóng cửa một số kiosk rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ bánh. Quá trời bánh luôn. Đây có dưa trái cây Thí An nè. Ở đây bán các loại me Thái nè. Thúc nốt Thái. Các đồ hộp. Đây là bò cụm nè quý vị và các bạn, bò cụm đưa Thái. Lớp 100 ngàn. Lớp 100 hả con? Ngày 4, 6, 8, 10. Của Thái Lan 50 ngàn. Đây là thốt nước Thái nè quý vị và các bạn. Có 50 hả con? 50. Nửa ký. Tí là 800. 800 gram. 800 gram không? Đầy vừa bán rẻ chứ người ta bán nó 70-80 ngàn. Dạ. Ở đây thì có mắm của bà Giáo Hương đó con. Dạ. Bà Giáo Hương năm số 1. Năm số 1. Này cá linh. Cá linh. Này cá sạch. Này cá chốt. Cái mắm linh mình giờ nó nhiêu em? Linh hiện giờ là 75 ngàn ký. 75 ký hả? Ở đây có bán luôn nốt luôn. Nốt luôn. Được hai xử. Giờ các em gái bán rất là dễ thương, nhiệt tình lắm á. Giới thiệu đây trên này có cái cá cha phòng nữa. Rồi anh cảm ơn nha. Ở đây mấy nay do dịch bệnh cái mấy kiosk đóng cửa hàng cũng nhiều quá. Ở đây là có bản luôn, không bán hàng giả, có đường dĩa nóng luôn nè. Có mong quản lý thị trường nữa. Có gì thắc mắc thì mình cứ gọi đến mong quản lý thị trường, người ta sẽ can thiệp giúp mình. Đây thì ở quần áo. Mình đi này đi.
Em bán được không chị? Dạ, lấy gai anh. Em bán được không chị? Được, dạ. Ở đây chị bán đồ rất là nhiều, đồ Thái này. Quá trời đồ đẹp luôn. Giá rất là bình dân. Đây, mình sẽ quẹo qua đây đi. Đây người bán dép, dép Thái. Em bán được không chị? Thấy không? Thấy hả chị? Chắc tại chưa tới vía hả chị ha? Ừ. Đây bán đồ gỗ nữa nè. Ghi nịch bóp. Bên đây trong này đa số vẫn là bán dép, bán cái nào. Wow, có đôi dép có con vịt dễ thương quá nè. Này bán được không chị? Mấy hôm già nghỉ không mới bán được rồi chừng tháng này. Mới bán lại hả chị? Đóng cửa dịch á. Dạ. Đóng cửa rồi mặt bằng sao chị? Mặt bằng mình thuê tháng năm hả? Cái này của nhà mình. Nhà luôn hả? Thì cũng đỡ. Đây chị có bán dầu thơm. Ủa sếp mình tên gì chị? Cô Hằng. Cô Hằng. Quý vị và các bạn có đến chợ Tịnh Biên thì ghé vô chỗ shop cô Hằng nè. Bán dầu thơm. Giá cũng bình dân nè. Chanel. Mới đó mình thấy đây có hàng tiện nha. Cái này em thấy rẻ hơn em mua được ở Hà Tiên nè. Ừ. Hà Tiên mua cho em có bao lớn 500, còn này có 380. Chị bán giá sỉ có 150. Cái đó chị chân rẻ thì chị bán 300 mấy. Giá sỉ là có 150. Rồi, cảm ơn anh. Đây là chị chủ shop. Đây chị bán dây lịch nữa. Đây mình bán tới mấy giờ là mình đóng cửa chị? Tới chiều có 5 giờ. Hết khách thì đóng cửa. Chắc tới mấy mùi vía bà thì rất đông hơn hả chị không? Rồi chị em đi vòng vòng ha. Ở đây làm được một cái giếng trời nè. Đây cũng chủ yếu là mấy cái mặt hàng quần áo, dây lịch, dầu thơm. Cũng có các hãng như là Chanel rồi phải không? Đây là nhà hàng đồ chơi. Mình sẽ đi qua bên kia, đi bên kia sẽ có bán mỹ phẩm. À, bên đó là nước ngọt Thái. Cái đó là ngọt Thái hả anh? Dạ. Ồ, đã tao, cái đó là những Fanta. Đó là nước ngọt Thái. Quá trời mỹ phẩm, đúng là qua mỹ phẩm là thơm. Ê. Mua nhiều quá không? Mỹ phẩm. Bên đó cũng trong hồng nhưng mà nó không có xịn. Em trả tiền chị chi. Tính chưa? Đây là con giáp Thái nè quý vị và các bạn. Ờ đó mực ra đây. Chị em quay chút nha chị. Tính chưa? Rồi sáng 4 chị sẽ tắm với 2 lớp phần chải đó. Cái gì 603 trời. Cái kia 90. Ờ đúng rồi, 603. Bạn nói ra bán dầu gừng. Chú. Chú ở đâu là đây lần chú? Chú ở Sa Đéc. Sa Đéc hả? Dạ. Chú có là thường hay là đây không? Ít. Con đến đây lần đầu tiên á. Dạ. Thấy gì cũng lạ. Wow. Dịch đến nhiều năm rồi mới đi được. Mấy bữa dịch là đâu có bán được nghỉ không đó hay luôn hả chị? Dạ. Bỏ sổ em nghe chị chơi. Cái đó là giống như tê liệt luôn ha. Này đồ chơi. Đây đồ chơi nè, thấy chưa, đã không? Còn bên này là cái dép. Dép này dép Thái đây. Kito này, cái dép Kito này là mang là lâu lắm, với chiếc Ada là mang là lâu lắm. Bệnh.
một cái đôi dép có từ 100, 120 trở lại. Cho em quay chút đi. Cái đó là đúng đúng dép mũ Thái luôn đó, ha. Không, Việt Nam. Nam Thái không có về nữa đâu. Việt Nam hả chị? Dạ. Thái đâu có nhập về. Để trăm mà thấy chưa? À, đi. Ít đằng lần. Phải mà được của Thái cũng là mang bền lắm ha. Cái này cũng bền với nhau à. Nam với Thái gì trên lợn không nhiều quá. Cũng vậy à. Chất lượng. Rồi lấy rồi đây. Cái hàng này là dạng chất lượng cao luôn nè. Đồ mà thử à. Đồ nhiêu anh? Cái này cũng hoa ban, lợn này ít đằng lần lớn lắm. Đồ rộng đi, dễ thoải mái. Ồ vừa mà. Ở bên trong này loại giống như là cái mê cung ấy nè. Dầu gió nè, dầu cù là rồi nó. Dép. Đây bán đồng hồ nè. Dạ, em đi vòng vòng chút em về lại em mua. Dép. Nói được không chị? Là dạ. Dạ. Để mình sẽ đi ra bên phía ngoài này rồi mình xem bên đây bán gì. Nè, thức ăn nè, các đồ hộp nè. Dừa. Cá mòi được. Đường thốt nốt. Mấy cái bọc thức ăn ôm bọc oxy này nhìn đã ha. Bọc này không biết nhiều để coi coi nó nhiều. Rồi chú cứ qua bọc này chắc cả ký luôn. Cái bọc này nó 850 gram. Thì mình đi đến đây là sẽ phải cài cài đặt cái ứng dụng này nè quý vị và các bạn đó, để mình cài đặt Bluezone nè, hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện để mình tới đây mình sẽ khai báo y tế. Đây là nếu như mình đi buổi sáng là đây sẽ là rất là nhiều chỗ để mình ăn uống nha. Đó, bún nè. Đây là phía bên ngoài của chợ nè. Đây có mấy chị chuẩn bị chặt thốt nốt. Chặt thốt nốt hả chị? Ừ. Rồi chặt chưa? Rồi đang chặt. Rồi vô chặt đi. Chỉ là tặng mình luôn đó nghe. Chỉ là TV luôn rồi đó. Cái này mình nhìn là mình biết nó được nó mấy muối luôn hả chị? 3 muối. Nó đâu có khi nào 2 muối không chị? Có, cũng có trái 2 muối, cũng có trái 1 muối. Dạ. Miếng đi, chấm miếng đi. Ở đây mấy chị bán đồ trước nè. Mấy nay bán được không mấy chị? Được. Chị cũng đỡ à. Mà tôi nói với anh là bây giờ á, tỉnh Biên mình bây giờ hết dịch rồi, còn gà. Cái này là đang quay dịch tiếp luôn á anh. Dạ không, em quay về em làm lại video. Cắt khúc hoài. Có được bỏ tiếng chỗ này ra nha. Cắt khúc hoài. Thêm mấy chị vui mà, vui tính mà. Có gì đâu. Khúc lại trơn à. Mua phải vui vẻ vậy mới vui nha chị. Dạ. Lên xem mình ở trên chảnh. Đưa tôi lên là ố hình. Rồi em đi vòng vòng ha. Ok. Ở đây bán rất là nhiều móc khóa. Trong này đi vòng 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 nhiều lắm, không biết đường đi. Đây là ống quẹt nè. Dép. Chút nữa mình sẽ đi vòng qua bên chị bên kia, mình sẽ mua chai nước hoa này, bà có cái chai nước hoa cũng thấy cũng thơm. Cái chợ Tịnh Biên này nếu như mà mình trên cao mình nhìn xuống là nó sẽ có hai màu, một cái là màu nóc màu đỏ và một cái là nóc màu xanh. Màu đỏ là sẽ có chuyên bán về quần áo, mỹ phẩm. Còn bên màu xanh thì chuyên bán về các thực phẩm, rau củ rồi đó. Cũng như là quần áo, giày dép, chiếu một mền. Mũi về coi luôn đi cô chú.
Có ở đây có mấy chị ăn cóc ngon quá gì? Cóc ngon quá. Quá chị ngon. Cóc nhịt dừa anh ơi, ăn lên ăn. À cảm ơn chị. Cảm ơn guốc hả chị? Dạ, yeah, rất lành nha anh. Rớt ngàn. Nay bán được không mà ngồi rảnh rỗi vậy? Bán không được mới ngồi đây ăn anh thôi. Rồi em đi vòng vòng ha. Dạ. Yeah. Ở đây chị bán quần cũng rất rẻ nè, chỉ có cái chỉ có 120. Đồ đạc cũng rẻ. Đồ đạc cũng rẻ, tại công viên đồ rẻ lắm. Mình đồ chất lượng. Ở đây là mấy chị bán là mấy chị bao hết luôn. Là sẽ không có cái vụ mà hàng giả hay là hàng gì hết trơn. Nói đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video clip tiếp theo. Quý vị và các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những video clip mới về các hội chợ nha, về đời sống nha. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn bấm đăng ký để theo dõi những video clip tiếp theo nhé.